Tiếp theo hướng dẫn giải cái bài tập 1.5. Một hệ thống bơm trong sản xuất nông nghiệp sẽ ngừng hoạt động khi máy bơm bị hỏng hoặc là chỗ nối bị rò rỉ. Có hai hệ thống bơm A và B được chào hàng với thông số kỹ thuật cho trong bảng sau đây. Thì ở đây chúng ta thấy cái hệ thống A đó là xác suất hỏng bơm là 0,07. Xác suất bị rò rỉ là 0,1. Còn vừa hỏng bơm và vừa rò rỉ thì nó không có, xác suất bằng 0. Hệ thống B thì xác suất bị hỏng bơm là 0,09 và xác suất bị rò rỉ là 0,12 và xác suất bị vừa hỏng bơm vừa rò rỉ là 0,06. Thì ở đây người ta hỏi là theo ý bạn nên chọn hệ thống nào để việc sản xuất ít bị gián đoạn hơn. Và nếu mình lắp cả hai hệ thống bơm A và B thì chúng hoạt động độc lập thì xác suất để chúng cùng ngưng hoạt động là bao nhiêu? Thì trước tiên á, là mình sẽ gọi tên biến cố. Đối với một cái bài toán xác suất mà nó chưa cho biến cố thì mình phải gọi tên biến cố. Ở đây ta sẽ gọi A là A1, A2 đi. A1, A2 là cái biến cố là hệ thống A. Hệ thống A bị hỏng bơm. Bị rò rỉ. Ở đây thì gọi cùng lúc hai biến cố luôn ha. A1 có nghĩa là hệ thống A bị hỏng bơm. A2 là hệ thống bơm bị rò rỉ. Và thêm một biến cố nữa là biến cố A là cái hệ thống A ngừng hoạt động. Ngừng hoạt động. Và B tương tự mình cũng gọi B. Mình gọi B1, B2, B mình gọi cùng lúc ba biến cố luôn đi, giống như trên mình gọi hệ thống B, hệ thống B bị hỏng bơm, bị rò rỉ, rồi ngưng hoạt động. Mình gọi cùng lúc ba biến cố luôn nha. Ngưng hoạt động. Thì như vậy thì để mà mình tính cái xác suất mà cái hệ thống A ngừng hoạt động coi, tức là mình tính xác suất biến cố A và xác suất biến cố B mình so sánh với nhau, thấy không? Thì ở đây đó thì đề bài nó cho là hệ thống A, hệ thống ngừng hoạt động khi máy bơm bị hỏng hoặc là bị các cái chỗ nối bị rò rỉ, thấy không? Chữ hoặc này. Thì theo đề bài đó, chúng ta dựa vào cái bảng này chúng ta ghi lại các cái biến cố, xác suất của biến cố này. Theo đề bài. Theo đề bài thì ta có xác suất biến cố A1, tức là hệ thống A mà nó bị hỏng bơm đó là 0,07. Rồi xác suất của biến cố A2, tức là hệ thống A bị rò rỉ là 0,1. Và xác suất của biến cố A giao B, xin lỗi A1, A1 giao với A2. Cái này là A1 giao với A2. Giao với A2 là nó bằng 0. Còn đối với biến cố B, đối với hệ thống B thì ta có xác suất bị hỏng bơm. Xác suất B1 bằng 0,09. Xác suất của biến cố B2 bằng 0,12. Tức là xác suất bị rò rỉ đó. Và xác suất vừa hỏng bơm, vừa hỏng bơm vừa bị rò rỉ, tức là B1 giao với B2 là bằng 0,06. Thì theo cái công thức mà xác suất cộng xác suất đó. Theo công thức cộng xác suất thì ta có là theo công thức cộng xác suất thì ta có là xác suất
Hệ thống A ngừng hoạt động. Ngừng hoạt động. Xác suất hệ thống A ngừng hoạt động nó sẽ là BA. Đó chính là xác suất của biến cố A1 mà hợp với A2. Hợp với A2. Tức là hệ thống A nó ngưng hoạt động khi cái nó bị hỏng bơm hoặc là nó bị rò rỉ. Tức là ở đây mình sẽ sử dụng công thức cộng xác suất là BA1 cộng BA2 trừ cho BA1 giao với A2. Và thế số vào thì ta được chỗ này nó là 0,07 nè. Rồi cộng cho 0,1 nè. Rồi cộng rồi trừ cho 0, tức là 0,17. Tức là nó có 17% khả năng là hệ thống A nó sẽ ngừng hoạt động. À, tương tự như vậy thì cái xác suất mà cái hệ thống B mà nó ngừng hoạt động đó, ngừng hoạt động thì mình sẽ tính xác suất của biến cố B. Biến cố B thì nó sẽ bằng B1 hợp với B2 bằng xác suất của biến cố B1 cộng xác suất của biến cố B2 trừ đi cho xác suất của biến cố B1 giao với B2. Và thế số vào thì chúng ta sẽ được là 0,009. Xác suất của biến cố B1 là 0,09. Còn xác suất của biến cố B2 là 0,12. Và trừ đi xác suất của biến cố giao là 0,06. Thì em thấy đây là cộng lại là nó bằng 0,21 và trừ 0,06 thì nó bằng 0,15. Đấy, như vậy thì nếu mà mình sử dụng hệ thống A đó, thì xác suất mà hệ thống A nó ngừng hoạt động đó, là nó 0,17. Trong khi hệ thống B mà nó ngừng hoạt động đó là nó là 0, chỉ có 0,15 thôi. Như vậy thì mình sẽ chọn hệ thống B. Vậy chọn hệ thống B thì việc sản xuất ít bị gián đoạn hơn. Thì ở đây nó là mình dựa vào cái công thức cộng xác suất á, chứ nếu mà mình dựa vào cái bảng này em cứ nhiều người ta nghĩ về ở hệ thống B cái hệ thống xác suất hỏng bơm nó cũng cao, rồi xác suất bị rò rỉ nó cũng cao, rồi xác suất vừa hỏng bơm vừa rò rỉ nó cũng cao hơn hệ thống A, vậy chắc phải chọn hệ thống A rồi. Nhưng mà thực chất đó là nên chọn hệ thống B, bởi vì xác suất hệ thống B nó gián đoạn á, nó bị hỏng á, bị ngừng hoạt động á, là nó thấp hơn. Và ở đây nó có một cái ý nữa là nếu mà AB hoạt động độc lập thì xác suất để cả hai hệ thống cùng ngưng hoạt động là bao nhiêu? Cùng ngưng hoạt động là bao nhiêu? Tức là nếu mình lắp cả hai hệ thống thì xác suất cả hai hệ thống cùng ngưng hoạt động là hai hệ thống cùng ngưng hoạt động là tức là mình sẽ tính xác suất của biến cố A giao B. Ở đây A là hệ thống A ngưng hoạt động và B là hệ thống B ngưng hoạt động. Nhưng mà ở đây đó là do AB là hai biến cố độc lập. Nên là xác suất của biến cố A giao B á, là nó sẽ bằng xác suất của biến cố A nhân xác suất của biến cố B. Lưu ý là cái điều này xảy ra khi mà AB là hai biến cố độc lập ha, điều này mới đúng. Đấy, thì mình sẽ thế vô. Ở chỗ này nó sẽ là 0,17 và nhân cho 0,15. Đấy. Thì đối với những cái bài nào mà nó cái dạng thế này thì chúng ta khó tính nhẩm thì chúng ta bấm máy ha. Đấy. Thì nó là 0,0255. À, tức là chỗ này nó bằng là 0,0255. Đấy, thì trên đây là thầy hướng dẫn giải cái bài tập 1.5.